Như vậy là trong hiệp một trận đấu vòng loại, đội tuyển khối 4 sẽ nhận cầu môn bên phía tay phải màn ảnh nhỏ của các bạn, còn cầu thủ khối 5 là sẽ nhận chân dung khung thành bên phía trái. Theo hướng quan sát của ban tổ chức, năm 2012 đã chuẩn bị bắt đầu. Trọng tài viên là cô giáo Phạm Thị Tuyết và một trọng tài viên nữa đó là thầy giáo Phạm Minh Sao. Trận đấu đã được ông trọng tài nổi coi bắt đầu. Năm nay tổ chức thầy sạc cho đưa ra đây thì sao đây? Như vậy là ngay từ sau khi những cái phút giao phóng là khá mạnh ở khu vực giữa sân. Nào, 2, 3, 5, 3, cố lên nào, 2, 3. Bóng vẫn lên quẩn ở khu vực sân và lên khối 4. Khối 4 tổ chức tấn công không được về, lại một cú sút. Một là chúng mình tiến lên rất khéo. À, để chống đỡ các đợt tấn công của đội tuyển khối 4 dẫn dắt lên. Nhiệt độ trận đấu diễn ra rất nhanh, bóng lăn ra biên là các cầu thủ xác định. Một cú sút chìm treo góc rất nguy hiểm. Được sự quyết tâm thể hiện trên khuôn mặt của cả hai cầu thủ của hai đội. Bóng liên tục được nhờ lên các đội. Đã có một đội hình. Rất đáng tiếc cho Nam. Các cầu thủ Nam Nam rất là tinh quái. Sau khi bóng đi hết đường biên dọc, cầu thủ số 10, số 7 lập tức cầm bóng và ném mạnh về khu vực cầu môn. Cầu thủ Tuấn Tú mà số 10 có thân hình nhỏ con đã lẻn xuống và khống chế được cú bóng. Tuy nhiên là do không gian quá hẹp, cú sút rất căng, Tuấn Tú của bên Nam Ma đã đập vào thủ môn của vòng 4. Tài ơi lên đi Tài ơi. Cầm góc. Như vậy là sau những nỗ lực miệt mài tấn công của đội tuyển Nam Ma ở phút số ở phút thứ cố lên Nhân ơi. 15 của hiệp thi đấu thứ nhất, đội tuyển Nam Nam đã ghi bàn trong một đợt phối hợp tấn công ném biên. Cầu thủ tiền đạo của Nam Nam đã chọn vị trí khá tốt và khẽ gẩy đầu mở tỷ số trận đấu giữa hai đội tuyển đứng khối 4 và Nam Nam. Trong đó hai đội tuyển có những cầu thủ vững, có kỹ thuật cá nhân và công hoan của đội tuyển Nam Nam lên tỷ số 2-0 cho đội tuyển Nam Nam. Một cú sút ngoài vòng cấm chìm và rất là căng. Như vậy là đội tuyển Nam Nam đã thể hiện được sức mạnh và đẳng cấp của mình ngay ở trong hiệp 1 của trận đấu. Thời gian của hiệp 1 bị thẻ đỏ, bị chốt quyền thi đấu trong khoảng thời gian là 3 phút, sau đó lại được vào sân. Cú không chế bóng của cầu thủ tiền đạo số 55 không được như ý, bóng đi quá dài, mất cơ hội. Lại đá rất là nguy hiểm. Tỷ số đã được lên 3-0 cho Nam Ma, một tỷ số khá là thế.
cũng trình độ tỷ số thổi hồi còi kết thúc 20 phút thi đấu của hiệp đấu đầu tiên. Rất kỹ thuật cầu thủ màu số 7 của nước Nam A Tiến Nhân, đội trưởng của cầu áo liên tục trả bóng trong vòng 14 năm cho cầu thủ áo đỏ của tôi. Tuy nhiên là với phạm vi sân hẹp như này thì kỹ thuật cá nhân, ngoài kỹ thuật cá nhân ra thì các con còn có một cái lệnh là đi bóng rất khéo của cầu thủ số 10. Tuy nhiên là không tung ra được cú sút lý tưởng cho lắm, nhưng tuy nhiên ở kỹ thuật cá nhân là như vậy. Là khối nước Nam A vừa có một đợt tấn công cực kỳ nguy hiểm, bóng được chuyền đi chuyền lại khu vực giữa sân và đồng cầu thủ số 10 Tuấn Tú Tấn Tài lại lẻn lên bên phía cánh. 5 phút vừa rồi là đội tuyển của nước Nam A đã nâng tỷ số lên 5-0. Một tỷ thế, tỷ số quá trình này. Đưa ra đi. Đấy, đá như vậy. Đi các con làm mù đấy. Đưa ra đi. Đưa ra đi. Đưa ra đi. Đưa ra đi. Chút. Ba sao được. Vào. Rất mẹ. Tuy nhiên là không trúng đích. Mai mà. Rất hẳn. Như vậy là cầu thủ Tiến Nhân, một cầu thủ có chiều cao khá tốt của nước Nam A, mang áo số 19 Công Hoan, vừa có một cú sút chéo cánh trẻ chìm vào cú sút chìm ghi nâng tỷ số lên 6-0. Cái tên rất là giang hồ, đạp bánh nhỉ? Đạp bánh nhỉ? Em hay bánh nhỉ? À đây em khá bánh. Người có ông Vũ ném biên để chấm đá phạt đền. Tuy nhiên là cao thủ của lớp 5 là không tổng dụng được cơ hội để tung bóng sút nâng tỷ số lên. Với bốn tổ chức tấn công rất quyết liệt, các cầu thủ mới vào. Thời gian thi đấu của hiệp 2 đang là 17 phút. Lại có một cơ hội cho cầu thủ và con nước Nam A. Tuy nhiên là bị kèm thời gian rất là ngắn ngủi vào sân ở hiệp 2, đã tự mình tạo ra đến 3-4 cơ hội ghi được về kiến thành của môn. Tuy nhiên là lại một cú sút khá là chất lượng. Tuy nhiên là thủ môn của Nam A rất là tỉnh táo. Tại đó nó xin chào mừng ngày nhà giáo viên Nam A. Nam A vẫn tiếp tục tấn công. Cầu thủ số cú sút khá chất lượng, tuy nhiên là vướng màn vào. Các cầu thủ đều có ý thức thi đấu là đã nổi còi. Kết thúc trận thi đấu thứ nhất vòng loại giữa hai đội tuyển với 4 là nước Nam A, tỷ số là 6-0. Nhưng về đội tuyển nước Nam A, xin chúc mừng đội tuyển nước Nam A.